Vâng, gửi lời chào tới các bác làm vườn nhé. Hôm nay thì em lại gửi tới các bác cái dòng A7, một cái mẫu kéo mà em đã giới thiệu tới các bác cách đây 8 tháng rồi. Hôm nay đặt hàng thì mới về. Thì với cái mẫu kéo này thì giá của nó cực kỳ là hợp lý các bác nhé. Các bác cứ theo dõi video một chút, em sẽ nói giá luôn. Và em sẽ chi tiết về cái xuất xứ của cái mẫu kéo này để các bác nhà mình được tham khảo. Riêng cái dòng bút đi thì nó sẽ là dòng cao cấp nha các bác nhé. Đấy, và em sẽ nói cái kích thước và độ dài của nó. Cái kéo bút đi dòng kéo đỏ này thì cái chiều dài của nó sẽ là 20 cm. Còn cái này nó là 17,5 cm ở cái mẫu bút đi này. Cái mẫu bút đi này thực sự là rất nhiều bác chuộng cái dòng này. Giá cực kỳ là hợp lý nhá. Cái này thì lấy chốt của nó thì các bác sẽ mở ở đây. Đây các bác sẽ mở đây, tay em cầm điện thoại. Đấy. Cái này thì vừa nhỏ gọn này, vừa sắc bén này. Nó sẽ có hai màu nhá, một màu trắng và một màu đỏ. Màu sắc thì không quan trọng, cốt lõi là nó tốt. Đấy. Thì với cái mẫu bút đi này thì ở thời điểm hiện tại thì nó là 120.000 nha các bác nhé. Cái mẫu bút đi này. Hàng cao cấp nha các bác nhé. Cái dụng cụ này thì các bác có thể mua thêm. Bởi vì cái này nó rất chi là nhỏ gọn. Các bác có thể dùng tỉa bấm cành, cắt cam, cắt trái cây. Thì cực kỳ là gọn nhẹ với cái mẫu bút đi này. Nó bền và sắc. Với cái dòng bút đi như nó nhỏ gọn như này, nhưng nó vẫn có thể cắt được những cái cành to như những cái kéo to. Đấy, các bác khi mua về bỏ ra kiểm tra hàng, test thử xong rồi trả tiền nhé. Giá cực kỳ là hợp lý luôn. Thì với cái mẫu kéo bút đi thì bên cơ sở em còn có cái mẫu kéo bút đi hàng đỏ. Với cái mẫu này thì em cũng rất ít đăng tải, bởi vì cái hàng nó hay hết. Hàng made in Taiwan nhé. Hàng Đài Loan 100%. Cái mẫu này thì giá nó sẽ cao hơn đấy các bác ạ. Hàng cao cấp, chất lượng, cầm rất là nhỏ gọn. Cơ cấu của cái dòng bút đi này thì cái lưỡi của nó sẽ dài hơn những cái mẫu kia. Cái lưỡi nó sẽ dài hơn nhé. Và cách mở của nó thì sẽ ở trên này. Các bác ấn mạnh vào này thì sẽ mở được kéo ra. Đấy. Cái dòng bút đi này thì nó cầm nhẹ, chắc chắn và sắc bén. Ở cái mẫu bút đi này thì thời gian trước thì em gửi cho các bác rất chi là nhiều, nhưng mà do hàng hết cho nên là em không đăng tải đều được. Với cái mẫu bút đi này thì em có 3 loại kéo nhé. Như các bác mà đã tham khảo của bên cơ sở em thì em có loại xanh. Hôm nay thì sẽ gửi từ các bác loại đỏ và cái màu trắng mili này. Cái mẫu cầm tay dành cho các bác cắt hoa quả, cắt cành, cắt tất cả các loại trái cây, hoặc là tỉa cành, tỉa bonsai, tỉa cây cảnh. Cái dòng kéo này thì em nhận ship trên toàn quốc nhé. Các bác mà đang quan tâm hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869 054295. Em sẽ tư vấn các bác về tất cả những cái dòng kìm kéo của bên cơ sở em. Và các bác mà quan tâm tới kênh, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh và ấn vào quả chuông nhé, để đón tiếp theo những video của bên cơ sở em về tất cả những cái dòng kéo kìm cắt cành. Đấy, video ngắn này thì em chỉ gửi từ các bác cái mẫu kéo bút đi, một cái dòng kéo A7 cao cấp của hàng Đài Loan. Đây các bác này. Hàng rất chi là chuẩn đẹp nhé. Cái này khi các bác mua có thể mua kèm thêm một cái về cắt tỉa cành. Cái này mà không sắc không ngọt thì các bác gửi lại em luôn. Cái này thì trong thời gian vừa rồi hết thì rất nhiều bác gọi điện để hỏi. Đấy, hôm nay mới về. Hàng bút đi Taiwan A7 nhé các bác nhé. Cái này dài 17,5 cm. Đấy, thì video ngắn này em cũng vừa chi tiết về cái dòng bút đi hai mẫu. Đấy, các bác mà quan tâm đến mẫu nào, đây gọi là bút đi táo đỏ nhé các bác nhé. Bút đi táo đỏ này, và đây là bút đi A7 nha các bác nhé. Khi các bác mua thì chỉ cần các bác nói như vậy là em sẽ biết đúng cái mẫu nào để em gửi cho các bác. Đấy, thì em xin kết thúc cái video ngắn ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau, sẽ gửi tới các bác những cái dụng cụ khác. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.